chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Tần số tình yêu. Một câu chuyện rất đặc biệt đến từ một cô gái trẻ. Em cao 1m47 và em nặng 74kg. Cô vượt qua sự tự ti và định hướng về cái đẹp. Hãy về bên anh đi, em cảm thấy hạnh phúc. Cô gái khác thì người ta sẽ rất là nhỏ nhắn, còn em leo lên cái ghế không tới. Rồi thì anh có mất mặt với bạn của anh là em có một thân hình mẫm mỉm như vậy không? Cùng nhau qua khó khăn mới đến hạnh phúc. Liệu rằng ngoại hình có thực sự quan trọng để nắm giữ hạnh phúc? Đón xem tập 18 Tần số tình yêu, phát sóng lúc 21:35 thứ 6, ngày 2 tháng 7 trên kênh HTV7.